Thầy có cho bí quyết tâm thơ là tâm thơ bí quyết rồi mà. Nhưng bây giờ đợt này không biết là nhiều lắm mà Ngọc Sương ạ. Tâm thơ gửi đồng vào việc hải ngoại nhiều bài Bây tâm thơ. giờ thôi, trong bây giờ thì trò đọc qua một bài, vâng là thầy, một mình đọc thôi. Bỏ kiến xuống đi, một mình đọc. Thử coi ở bên đó có thuộc hay không. Một mình. Thấy không? Học đi, để thầy kêu cái rồi mình đọc không được. Đọc vô. Nam mô A Di Đà Phật. Con phải nguyện vâng lời thầy dạy, tầm nẻo chân đường phải thẳng về, không nên bề bộn xa xôi, việc ăn thối ở chỉnh tề cho quen ăn. Tu đừng đợi ai khen ban tặng, lòng nhìn lòng trong trắng mới thành, tâm đừng nghĩ đến lợi danh, ý đừng ràng buộc bao quanh việc đời, hồn tư tưởng thảnh thơi an lạc, cố gắng tu giải thoát cho rồi, đừng để nghiệp lực cuốn lôi, mà tâm nổi dậy ôi thôi còn gì, cố gắng dẹp sân si ái ố, đừng để tâm bộc lộ phàm trần, mất đi phước báo hồng ân, tu hành liêm chính Phật ân phóng hào, thân tâm nhớ đừng nào ràng buộc, có tính toán kết cuộc cũng rồi, đường lành đức hạnh ráng noi, ráng tu sao cứu giống nòi hòa chung, tu phải ráng đại hùng đại lực, vâng lời thầy khổ cực đói nghèo, qua nhiều khúc dinh hiểm eo, bút nghiêng thầy để ráng theo học hành, tu theo Phật khôn lanh Phật bỏ, khôn thế trần không rõ đạo màu, chân truyền pháp lý cao sâu, chịu ngủ chịu dậy qua cầu sông mê, mặt tình thế chán chê ghét bỏ, ta trui rèn trí tỏa sáng ngời, biết tìm về cõi chơi dây, hỡi đâu mà đợi người đời chê khen, vâng lời thầy trui rèn ý chí, chịu trải qua khảo thí mới thành, học trông cho được thành danh, bỏ đi lợi lạc khôn lanh bãi bừa, vâng lời thầy sớm trưa tỉnh giấc, gọi gửa lòng siêu bậc thánh hiền, sao nương cửa thánh nhà tiên, rửa xong cáo bận nơi miền trần dơ, tâm luôn luôn tôn thờ Phật pháp,
chắc có ngày được gặp đừng cầu. Vâng lời thầy nhắc từng câu, nấu xong từng buổi canh thâu hằng lòng. Chịu cực khổ huệ trong mới sáng, tu cực thần xứng đáng con trời. Phải hành đừng phút nào lơi, hy sinh đại khổ cấp thời đắc thân. Phải tự kiểm hồn thân từng phút, đừng để tâm sanh dục diệt phàm. Tu không đạt pháp khổ cam, lý không thông hiểu việc làm không ai. Còn cải Phật trưng bày đủ thứ, tâm không tu tích trữ gian tà. Tu hoài Phật lại bỏ xa, tại tâm chứa đựng tinh ma dậy đầy. Nay vâng lời Đức Thầy dạy đạo, quân từ dân ngài thảo hiền lành. Rửa lòng cáo bận hôi tanh, việc làm chân thiện hiền lành là gương. Vâng lời thầy gió sương không ngại, tu bên trong khỏi lại khỏi quỳ. Kiểm thân thiếu sót điều chi, nếu sai thì sửa có gì khó đâu. Miệng nói ra từng câu nhỏ nhẹ, nói hiền lương sang sẻ vui buồn. Nhỏ lời hơn triệu vàng muôn, hiền lành là vốn cội nguồn Phật tiên. Vâng lời thầy dĩ kiên bác ai, tu không quyền nghĩ lại khổ sầu. Ta đây nào có đến đâu, hạ mình tu sửa giải dầu tiếng mau. Lời hơn thiệt đừng nào tranh chấp, mọi căn duyên trời sắp định rồi. Tu hành nhân sự làm tôi, rửa xong cáo bận xong rồi hồi quy. Tu phải hiểu thế gì cũng giả, mượn giải chi. Mấy ông đạo nhé. Mượn giải chi thấy đã nhiều đời, tay cầm chuỗi hột thành thơi. Hồn nương cửa Phật tâm ngơi đạo bồng. Vâng lời thầy thoát vòng trần lý, lưu luyện chi rồi bị nghiệp đày. Không tu biết thở nào lai, vùi chôn mất kiếp biết ngày nào ra. Vâng lời thầy thiết tha phút cuối, ở nơi đây dòng suối trượt mê. Lẽ chân thầy đợi trò về, tu cho ngoan đạo bến mê mới rời. Nam mô A Di Đà Phật.
Tình đạo quả con ơi phải biết. Hôm nay đây thầy viết một bài nỗi bi thương ba tánh trần ai. Ngồi bình luận có giây thì trả. Đạo phải biết có nhân có quả, phải làm sao có giá có căn. Ráng lưu tâm đạo hạnh thường hằng, công thầy tổ bút văn chỉ giao. Kỷ lượng mới ôi thôi mất đạo, người trong trắng không thảo không hiền. Hỏi lại đời hung ác triền miên, thầy chỉ giáo con liền tiếp nhận. Kinh giới sở đừng ôi tôi bận, học phải hành mới được đắc hoài. Giữ niềm tin thâu rõ trần ai, thầy đem lại ai hoài tha thiết. Bồi quân hạ học hành cho biết, coi chừng ma nó triệt tiêu tàn. Tâm bình sinh phút cuối được an, đừng có ngại trên đàn học giáo. Nghiêm nghi luật tay thơ bút thảo, nguyện Phật trời chỉ giáo con hành. Đằng sau này thầy Phật tái sanh, lập đại đạo phong thành có Phật. Lời thầy dặn đâu ôi có trật, ráng mà tu tỉnh giấc sai đồng. Chịu cực kỳ tắc lặng mưa phong, thầy trở lại cuồng giống bão loạn. Con phải biết tấm thân dẹp dọn, tâm quyết thở gửi tròn khắp miền. Học phải hành đạo hạnh cần chuyên, lo kinh sử mấy miền đại đạo. Tu dựng phước ngăn ôi dông bão, tìm lối đi đại đạo Bồ Đề. Tu đúng rồi bút mực thầy phê, con cao điểm rồi về giữ tinh. Giờ nghiêm khắc học đừng liều lĩnh, đừng mê chơi toan tính mất bài. Học phải hành đoạn tuyệt trần ai, thầy tổ giúp lên ngay đại đạo. Đêm thanh tịnh dường tiếng chưa vào, thương chúng sanh hung bão còn đầy. Hỏi làm sao tớ phải xa thầy, ráng chịu khó sau này đoàn tu. Bụi nguồn cuối ma la quỷ hú, đạo đời ơi thí dụ tầm ra. Đạo của thầy không nói bậy mà, nói thì có tính ra thì được. Khôn ngoan để thuyền môn con vượt, bể sông buồn mấy lượt vẫn còn.
kẻ đi qua người lại đấy con, họ nói méo nói tròn thấy kệ. Đời một mạc dũng dằn bó phế, chánh đạo thầy tìm kế đặng hồi. Bà định chung lợi lạc con ơi, sao làm miếng làm mồi cho thu. Thương thầy tổ con nên chăm chú, tâm quyết thơ để lại di truyền. Trong đời này nghèo bạc nghèo tuyền, chớ để mất thánh hiền nho giáo. Tiền xưa trở dạy đời dạy đạo, học phải hành tái thảo bút đề. Muốn thành công thức dậy bút phê, lượng bài học nặng nề thức dậy. Lời thầy dặn con tu mới thấy, trần gian này là bẫy chất chồng. Không đắng cay nó cũng mặn nồng, làm sao được nếm mùi ngọt dịu. Ai gieo ác tới đây cam chịu, mình trồng đi hạt giống bồ đề, sắp nảy mầm hướng thuyền về quê. Tàn cây Phật chở che linh từ, thầy báo trò ráng nên gìn giữ, ráng học hành thi cử gần kề. Tiếng trống trường chút nữa gian phê, ba hồi trống con về cho lẹ. Học không học còn mê gánh hẻ, sao không sao tai sẽ vui buồn. Đây rồi đời mắc lễ trào tuôn, thầy giảng giải không buồn vui vẻ. Tạo gian ác làm sao mát mẻ, tạo hiền lành con sẽ sum xây. Cảnh Phật tiên chỉ đó không về, tâm hướng thuyền tứ bề mệt mỏi. Gieo ác thảm làm sao tranh khỏi, tạo hiền lành sang chói hào quang. Đi tới đâu cũng gặp đạo tràng, sự giúp đỡ trần gian rất quý. Người tu niệm hơn muôn hơn tỷ, chúng con ơi hoan hỷ cho đời. Nếu theo thầy đừng có lạ lơi, ráng bỏ cuộc mê chơi thở trước. Không tiền của ta không chức tước, không uy quyền không được những gì. Nhưng bên trong có bóng từ bi, che đục mát thời kỳ lý loạn. Lớp giông bão mưa rơi hưởng tròn, ngục A Tỳ đang chọn người hung. Còn chúng con tu tịnh ngày cùng, biết thương mến hòa chung nghiệp thở. Rừng buổi chiều nay thầy gặp gỡ, gặp chúng con muôn thở đại đầu. Lý kinh này học đạo cho sâu, tìm bí quyết thì đâu mới rõ. Đâu có phải mượn chuông mượn mỏ, tụng tụng hoài có rõ những gì. Chúng con ơi anh đuốc từ bi, ráng mà luận mà si mà tưởng. Kể đại đạo con không dung dưỡng, cõi bồ đề không tưởng nắng nhờ. Bao nhiêu năm thất lạc trần nhớ, nay nhờ đuốc thi thơ giáo đạo. Dẫn con đến vườn tiên đế giáo, tắt lặng đi ngọn lửa hồng trần.
để sau này làm được người dân. Dân Phật quốc có thần có thánh. Tấm thơ này thầy đây cứu cánh, dặn chúng con phải lánh bụi sầu. Bao trăm đời ở lại quá lâu, sao không biết rồi âu lẫn trốn. Về giữ gìn giữ căn giữ bổn, giữ tâm ta đừng tổn đừng hao. Bao nhiêu năm xuân tới bương đào, ngày thất bại thấy trong tay trắng. Có gì đâu mà mình hao thắng, nghe kệ kinh con đặng siêu phàm. Trở về đi an lạc nhà làm sao phục quốc con làm dân tốt. Thầy đã nói từ đây mai mốt lớp nhà trong quái dốt hết rồi. Thấy chưa con đi đứng nằm ngồi, còn chi nữa ôi thôi không trải. Lời Phật dạy khi xưa mình cài, nay nghĩ rồi ôi hại lắm phen. Mê cuộc đời mê lời đua chen, mê bá tánh ngợi khen cừ cợt. Đây sắp tới dân Nam hao hết, năm hỡi buồn chia sớt cùng ai. Nó mổ ra sẽ bại sẽ hay, nó móc ôi hỡi kề dài đầy nhầy. Người không tu người đâu có thấy, mình tu rồi lừng lẫy nữa sao. Hạ mình đi ai thấp ai cao, mình thấy kệ làm sao cũng được. Trò phải nhớ mình ôi đại phước, vừa nguyên thân vừa được học đời. Học đạo rồi đâu có chơi vơi, đời đã dạy tới bời khói lửa. Ráng tu học như ăn cơm bữa, học trò ơi cái sữa liền liền. Phải chỉ tâm linh giữ làm hiền, đừng có não có phiền bận rộn. Ta phải giữ nguồn căn soạn bổn, thầy đã bàn có vốn đã rồi. Mình không lo mình đã dung bồi, còn phá sản ôi thôi của Phật. Ráng làm sao siêu miền thành bậc, thầy dạy con không trật một dêm. Ráng mà tu hòa chỉ thương em, để dịu dắt rồi đem lợi lạc. Thương bá tánh sau này như hạt, cảnh bụi cho cái thác như gì. Học phải hạnh lượng Phật mau đi, giờ thanh tịnh nghĩ si cho càng. Nè con nhé thiếu chi bè bạn, chuỗi này đây có hạn với mình. Quyển sách này đã được làm tin, ta phải học kết tình cùng Phật. Nhìn thế hệ giấy đầy vật chất, thầy buồn hiu biến mất rồi rồi. Thương bá gia khó đứng khôn ngồi, thầy ở lại dung bồi chút nữa. Tự mình đốt mình đi nhâm lửa, tự mình làm nát cửa nhà tan. Tự tu đi rồi thấy khải hoàng, dân tộc chúng là hàng đạo sĩ. Tu đi trò ráng tu cho kỳ, sự uống ăn nghĩ lại cho cùng. Ta sống đây là bậc đại hùng, ăn một miếng cũng chung một miếng. Thầy đã nói thầy còn có tiếng, đâu có thân sức hiện như người. Không chùa ám cột xóa phường phương dư,
mà đồng đáo người thương người bỏ. Cứ chạy chốt cứ theo chuông mỏ, tụng hoài hoài đâu rõ việc đời, thì làm sao mình được mình giới, được sửa đổi cái đời thành đạo. Thương những kẻ ăn ngang nói bào, trước mặt mình dạo mình nhìn, tốt học thêm còn dở, không tin đạp nó xuống bùn sình. Đừng để ta theo đạo theo kinh theo kệ, nghe thầy phần bóng xế chiều tàn. Chúng con giờ đừng để dở dang, thầy buồn lắm gian nan chi nổi. Sát áo phàm con nên mặc cội, mặc áo tiền áo Phật cho rồi. Cảnh thế đần khổ lắm than ơi. Thầy tê tái nghỉ ngơi không được, trên bao xuống để gây cái phước, dắt người đi đặng vượt qua miền. Phải làm sao biến tục thành tiên, dắt về Phật, Phật ban Phật thường. Thầy xuống đây là người huynh trưởng, dẫn đoàn em kỹ lưỡng dắt về. Vậy mà trò còn mãi lê thế, khắp xứ tư bề vẫn lặng. Theo Phật giáo có gì mà tăng, theo quỷ mà nó dặn nó đùa. Nó dụ mình đi đến bán mua, vàng đầy túi bạc kho khắp phi cả. Chưa cái đó chưa nhân chưa quả, dạy mượn thì phải trả con ơi. Thế tục giờ đã quá cài trời, ai nói được ai lo cho được, chắc phải chết từ đây mấy lượt. Làm sao ta đổi rượt hộ trì, Phật Quan Âm đại độ từ bi mà, không cứu được thì ba tánh. Cống cao mạng còn ơi so sánh, buổi này đây tàn rồi hết đi rồi, sống mà chơi chút nữa dân ơi. Sống cho tốt đừng thôi thất bại, ngu quá ngu còn thôi dùng dài. Ta không quan ở trại trốn vùi, ở nhà cao cửa ngọc mà vui. Ta nhìn thấy bùi ngùi thảm thiết, dân đâu biết tai ngơ mắt điếc. Phàm tục tâm không hiểu sự đời, còn chê ta nói chuyện ta tới. Nói hoài mãi không giới không nghĩ, chúng sanh khổ chúng sanh ích kỷ, còn giữ hung ta nghĩ được nào. Kêu bên Tây bên Tấn bên Tàu, kêu mãi mãi rồi vào về việc. Dạy dáng nói mà người không biết, bao trăm đời cương quyết hành trình. Phật thánh tiên còn biến nguyệt linh, còn lãnh sứ xuống miền khuyên chúng tu cho giỏi. Thần tiên đang dùng, ráng đi con chung đụng phàm này, không nhiễm mê không dở không mây, không có cảnh này đâu nha. Nếu hiền lương trời thương Phật ghé, độ chúng con từng phút từng lời. Đừng sợ chi tu tịnh con ơi, ngồi như chết ta dưng cúng Phật. Thầy nói đây thật là không trật, đời mỉa mai các bậc ngu si, chê Phật thầy rồi lại làm chi. Sao phải khổ vậy thì đó khổ. Đọc bài sấm truyền nhanh như điện. Bài của bên Đức Thầy á.
nhanh như điện, nguyệt như thôi, dần xoay thế giới, luân hồi chẳng chơi. Đọc tiếp. Có người thiên nữ truyền lời, nhất vân thiên lộ mấy trời, thinh thinh con quên đoạn đó thầy. Hãy xem trong bốn nguyệt trình thì con đã biết, đã nhìn ta ấy. Thầy bảo thầy là trai qua gái, nữ thành nam tứ hải tìm tàng. Bước đăng trình đi dọc về ngang, nay thầy trụ thảo trang khuyến thuyền. Thầy đã nói trước kia điều kiện, có nữ nhân thay tiếng kêu gào. Kêu Nam Phương ba tánh đồng bào, kêu các bậc anh hào chuẩn bị. Ta đào tạo bậc nhân bậc trí, đặt lập đời trường thi ứng khoa. Ta không gần cũng lại không ở xa, tin tưởng Phật thì ta là đó. Phật thầy nói ngăn sông của bó, cũng trôi đùa đừng ngó đừng tầm. Mượn nữ đời như điếc như câm, lại dốt nát rồi tầm không thấy. Theo ta phải tai nghe điều mấy, thọ tùng quyền học đạo mới thông. Dùng tai nghe dân tộc Nam Tây Đông, người ta mượn không không dốt đó. Thầy đã nói ta không mục mạc, ta là người Bồ Tát tại trần. Xuống kỳ này giúp đỡ quan dân, gặp dông bão cân phân hữu lý. Được lệnh tiện Quan Âm thọ ký, cùng Phật Ngài chuẩn bị đưa đơn. Khuyên xuống đây bỏ giận cùng hờn, giúp ba tánh trong cơn nạn khổ. Lớp đói khát, lớp thì máu đổ, lớp xương rơi như gỗ cây rừng. Chưa trụ tâm trụ thánh trụ thần, còn biển lửng nay mừng mây cợt. Dân chúng thấy Phật ôi hao hớt, mười phần kia chết bãi còn ba. Siêu diệt rồi đạo Phật lý, do ta không có sợ vậy mà chi nữa. Bóng tùng kia con ơi ráng tựa, cõi Bồ Đề thầy hứa đã rồi. Nguyện tứ ngày đắc đạo thì thôi, bỏ trần hạ vậy thời lui bước. Khó lắm con ráng làm cho được, khó mà tu đặng vượt trở về chốn này là bể hải sông mê. Rừng tiền của nay mai cháy hết, nhắc kể thầy ta đây mê mất. Muốn nói sao đến chết nói hoài, nói cho người ở chốn trần ai, đặng siêu diệt ngày mai về cõi. Công Phật đợi đêm ngày mòn mỏi, còn chúng sanh tôi mỏi của tiền. Hỏi lại người sao đạt phước duyên,
chết trôi nổi nơi miền Cá Rẻ. Thần tiên nói còn thôi mai mẹ, đâu phải tường cây dĩa bơ con, nói lý ra phải ráng thâu dòm, cơ mật đạo phải ôm phải học. Mây giang hà kéo qua giang dọc, huống chi ta cực nhọc não sầu. Con về đời rồi rõ đôi câu, nay thầy dặn biển dâu còn lấp. Có phước đức nay ta được gặp toàn bán đường, tu tập mau thành ngồi ở đâu điểm nguyệt nên danh. Đừng có sợ nảnh tranh gì nữa, đem tới xác đem trui nhờ lửa, đem dục thân được rửa nhờ thuyền. Chúng con giờ nay đảo mây điên, dừng bước lại dĩ kiên thầy nhắc. Buổi quân hạ mình đôi băng tất, buổi học đường thầy dắt cho kề. Tâm quyết ký thơ thầy chẳng bỏ bê, mong dạy đảo rồi về sáng suốt. Đây cuối thơ là màn kết cuộc, thầy còn không võ lực thiên đình. Còn ngồi đây còn cờ còn binh, còn lái bái còn sinh cho đạo. Rang cố gắng đánh đi hung bạo, giặc bên trong tay thảo bút đề. Không kiếm cung súng đạn được về, con phải ráng tứ bề hiệp lại. Đêm thanh tịnh nguyện cầu khẩn giới, cõi ta bà hà hải đi đi. Dòng suối tiên tâm mát diệu kỳ, nay suối trượt con lì con lội. Đắm vật chất con sai thêm tội, đầy lao lung lặng lỗi được nào. Ở bên Tây bên Tân bên Tàu, cũng có thầy hỡi bên nào cũng mới có. Chưa có biết bí thơ chưa rõ, tưởng học hoài học bổng được sao. Kề giấc kinh sớm tối tiêu hao, công đèn sách dồi trao cao điểm. Giữ sắc thân mất đi khó kiếm, nếu mà còn rất hiếp nghe ngay con. Một tấc thơ một tấm lòng son, cúng dân Phật trời tròn chiếu diệu. Tạo phước đức lạnh thôi tội chịu, tạo nguồn ân chút xíu rồi về. Bấy lâu nay cái sớ người tề gần rồi đó, nó về quá nghe xa. Thầy ước mong thầy nương tòng ba về cho rồi, ôi đã quá lâu. Chuyện bút thơ có héo quá sầu, còn nói nữa giải dầu chi nữa. Bóng bồ đề chúng con ráng tựa, thầy nói đây thầy hứa không sai. Cúi đầu xin Phật tổ Như Lai, cho con đắc như như tại thế. Làm tốt đẹp là mưu là kế, làm xấu xa là thế mãn rồi. Tỉnh đi con, quả báo không nhồi, mình trả hết rồi nhồi gì nữa. Thương thì tổ đi buồn con thừa, nhìn ở đâu thấy Phật rõ ràng. Thương anh em tu sĩ cả hàng, mình nhìn thấy cả đoàn đi dơi. Thân cô lẻ rừng buồn khắp khởi, thấy chưa con còn hỡi siêu miền. Đặt ân rồi tuy ở đạo điên, trên ban xuống nguồn ân không tỏa. Thương thầy đồ con đừng có bỏ, thần thức thơ sức khổ đa đen.
tiếng tội thi hơn của hơn vàng, sao sinh được các hàng tôn cấp. Ráng bình tĩnh ngày mai con gặp, tới rồi đây gió tấp mưa gào, trốn ở đâu bá tánh đồng bào, đối giữa thảm làm sao chi xiết. Nay thì dặn con nên phải biết, đừng theo ma rồi việc theo ma. Theo Phật đi nấp bóng Phật Đà, ngài che chở mù sa cũng sang. Tâm biết thơ con tu cho đáng, thầy dạy rồi biển cạn sông sâu. Để trong lòng dấu nữa ở đâu nơi tam cõi rồi hầu cho xuống. Kệ kinh đấy nếu ai có muốn, có được đâu có chuộng được nào. Không bên Tây, không bên Tấn, không lại bên Tàu, ở cõi Phật có nào đầy nhảy. Phật rải xuống như mưa không thấy, người hiền lương tiếp được phép màu. Để giải đời trong lúc canh thâu, đây là bể nguồn sâu dơ bẩn. Thầy lặng lỗi như giờ tiếp dẫn, mong chúng con tinh tấn thầy mừng. Dù khổ đau ở chốn gian rừng, núp bờ bụi vui mừng thấy đạo. Lòng từ thiện ráng ngay ráng thảo, chữ trung kiên là giáo là gươm, lớp tỉnh thuyền là gạo là cơm. Ăn no già rồi ôm no già, tha chúng đi Phật trời ân xá. Chúng con ơi đất rã trời ràng, thay đổi rồi sự nghiệp gian sang. Trời cũng đổi, đất đai cũng đổi, khó mà gặp ôi thôi diện mối. Giấu đi con nhiều nỗi khổ hành, nhìn mọi người sao quá hôi tanh. Không dám nói chị anh mang tội, công thầy tổ đăng đàn lắng lối, đặng tìm người sám hối đưa về. Mã thành kia ôi đã bút đề, còn dừng lái đắng kề đắng nhắc. Về đi con đêm nay tu tắc, tỉnh đi con thất ngặt thầy diệu. Không có gì đừng chuốn đừng yêu, đừng mê mệt chính chiều với nó. Của cái kia tắt hơi còn bỏ, mình tu chân thấu rõ đảo màu. Xem hồng trần có thế gì đâu, mau tỉnh ngộ rồi hầu tu tình. Tu là quý là lời sâu kinh, tu niềm riêng tâm định phúc cần. Người tu hành là một người dân, dân Phật quốc chuyên cần muôn pháp. Tiền dư của hàng ngày mình gấp, không quý đâu tấp nập tiêu tàn. Bạc mấy kho, vàng hỡi muôn ngàn, không có cánh mà bay mất hết. Thầy đã nói từ đây tới Tết, kẻ si mê kẻ chết người tiêu. Không sớm ơi thì cũng ắt chiều, đây năm hỡi nó thiêu nó cào. Dấu ở đâu gặp điều sốc xảo, nó mồi ra lục lão kiếm ăn. Thịt với da xương cốt nó ngơ quăng, tránh không khỏi cú căng sao được. Ai gieo ác làm sao hưởng phước, ai gieo hiền thì được gặp hiền. Chúng con ơi pháp Phật truyền miệng, nay mật thuyết tâm thơ thầy tặng. Phải cố gắng lời này thì dặn, thơ cuối cùng trong trắng như ngần. Về mau đi giữ xác giữ thân, giữ hồn lại đừng cân đừng lượng. Đừng để chúng ma dương nó mượn, nó mượn rồi sung sướng vô cùng. Nó cợt cười ta lại lung tung, nó biến hóa ta khùng ta điếc. Nó vô đây hành hung nó diệt, mượn ngôi trời
để phá cửa trời. Kể từ đây độc nhẫn con ơi, xa lánh đạo, đạo lánh đạo lợi. Đạo không chút từ bi nào gợi, đạo sắc sanh hại vật vô cùng. Đạo gì đâu đối quá lạnh lùng đo, đạo đi tư đi tung tìm kim. Đạo gì hỡi tâm kinh không liệm, không hiền ngoan tánh nết thuần hòa. Nếu đạo thầy đạo Phật Thích Ca thấy thương mến không xa một mày. Còn đạo gì đi dông đi dãi, đạo quỷ tà đạo hải ma dương, chúng con ơi tránh nó xa đường, đừng chơi giỡn rồi dương rồi dân. Ngày khắc lụng canh tàn tinh tân, dạy chúng con cố dấn lòng mình. Bài nãy kia cố sắm tráng trình, và thầy để không sai một nét. Về đi con trí minh mình dẹt, làm việc lành tự dẹt đấy tròn. Đừng ghét ghen phép Phật ban cho, đừng thù hận một kho tài bao ơi. Thông trong đó mình là người đạo, được lắng im ngày luận tháng kề. Không lúc nào mình được si mê, mình xa lánh mình kề Phật tường. Ráng đi con tu là sung sướng, cõi ta bà mình vướng mỗi điều. Tuy nói rằng thân mật thương yêu, chồng với vợ anh em giàu có, nhưng một chút rồi thôi nó bỏ, một chút đấy thành cỏ nghe đời. Tình yêu thương Phật với ngôi trời, yêu tịnh độ thương thời phương cảnh, vĩnh viễn mãi con ơi không lánh. Không có tan cái cảnh ngôi dương, ở nơi đây thấy khổ mỗi đường. Thầy báo chúng dân dương thì khổ, mần cực thân mồ hôi phải đổ. Còn giữ hung gây gỗ mặt nhăn, như quỷ thần ác thú không hằng. Làm chi vậy cái thân thay đổi, tiếng tâm đồn bà kia ông nọ, gian dối rồi hung dữ gian manh. Để làm chi, để giựt để dành, món chung đỉnh để ăn mập béo. Biết tu niệm là khôn là khéo, tránh đường tà ắt kẻo gian nan. Đi trở về nỗi gót Phật đàn, đò đưa đảo bước sang thượng quốc. Hôm nay thì thầy kể trong cái bí quyết tâm thơ một ít nhỏ hẹp để cho trò thấy đừng tu mở rộng ra. Chứ bây giờ thầy cũng ở không mà nói cả đoàn này kia nọ lên đâu, không có đâu. Trả tự do, thầy cũng còn cải lực thiên đình để mà nhắc nhở một ít nào thôi, chứ không có quyền, không có phép. Thì bây giờ thầy giáo mà nghỉ rồi mà, tới cái mùa phải nghỉ ngơi đâu có được, đâu có được dạy. Cho nên chúng con phải ráng cố gắng kiên trì. Lời nào lấy trong băng, lời nào biên chép ra đó cho Ngọc Sương đó đọc lên. Đôi lời này phải cố gắng nhiều lắm đó, phải ráng cố gắng để mình đạt được thành công chánh quả của mình đó, vậy nha. Bây giờ thì tặng bài lô tô rất dài, về cũng biên vô. Ngồi chép được không? Nghe từ câu chép được không con? Được ạ. Thuộc chi lắm đó, mà tại hôm nay thì nó cũng hơi quên đó. Giờ một khúc thuộc biết là bao nhiêu đó. Đó. Thì ở bên đó, bên đây chúng con phải học thuộc nha. Thôi bắt đọc tình đồng đạo đi con, tiếp tục cho thầy tiếp tục. Tình đồng đạo một mình con. Tình đồng đạo thương yêu như một, nghĩa anh em chỉ cốt nguyện. Thề đọc tiếp. Thương nhau chớ có bỏ bê, gánh ròng mọi việc nặng nề sớt chia. Tình đồng hữu thức khuya dậy sớm,
mến thương nhau đau ấm giường nuôi, đôi nó chia sẻ ngọt bùi, mặn nồng chấp nhận hòa vui học đường, không được phép buồn thương giận ghét, khuyên nhủ nhau giữ vẹn thủy chung, không chia phe phái hộp hùng, ghét ghen thù hận không chung con trời, tình huynh đệ không rời một bước, nghĩa kim bằng anh trước em sau, có khi đối lạnh giúp nào, cỡ hàng vất vả cùng nhau dắt dìu, học chung thầy sớm chiều gần rủi, nhắc kề nhau trong buổi học trình, đặng cho rạng bậc thơ sinh, không còn bê bết linh đinh giữa dời. Anh trí sáng dắt thời em tối, vì ngu khờ chưa biết lối đường, ráng chiều qua rảnh qua mưa, tận tình em nọ biết đường đạt thông. Đừng có sợ mất công mới quý, tình anh em muội tỷ sống chung, thương nhau cho đến ngày cùng, tâm hồn tư tưởng trùng phùng đau lai, đường học đạo trăm cay ngàn đắng, thầy dặn trò cố gắng vững bền, nhớ rằng khuôn phép đừng quên, kỷ cương lịch sử là nền đạo nhân. Còn tu học chuyên cần thảo lược, đừng nghĩ mình nay được thành bài, thầy chưa kiểm trò trả cho ai, ráng mà kiên nhẫn ngày mai đến trường, thầy kiểm đạo không cương không gì, trò ngoan ngoan chớ phí học hành, cũng đừng dội giả khôn lanh, sanh tâm sốc xảo tu hành được đâu, giữ khuôn phép đứng đầu học giới, giữ khuôn phép đứng đầu hành đạo, sự nói năng hòa hảo thuận lời, tu hành không phép nói chơi, nhỏ to nhiều tiếng mất thời tin sao. Tâm thanh tịnh kiếm nào giây phút, coi mình còn lục đục hay không, nay ta khuyên hết đạo đồng, kiểm tri từng phút gọi lòng từng hơi, tình đồng đạo vẹn lời chung thủy, nhắc nhở nhau rền rĩ bên tai, thức
khuya dậy sớm mực mày cầm lo đèn sách ngày mai dự trình thầy dặn rồi cầu xin gì nữa ngồi công phu gội rửa từng giờ gọi tấm cao bờn dính dơ biến thành khối trượt lu mờ quá lâu nay thầy dặn đôi câu răn nhẫn cố gắng tu tinh tấn đặng về nhìn kìa suối trượt trần mê vô bờ vô bến biết về nơi đâu ráng nhận nhìn canh thâu tu đạo giữ tâm mình hoài bão hằng ngày sạch trần diện kiến Như Lai ta dặn đồng đạo học bài ráng chăm cùng đồng tu hiểu lầm mất mát sai trật nhau tạm gác bỏ qua từ bi theo Phật hải hà anh em đồng đạo một nhà một tôi thầy dặn rồi cầu xin gì nữa ngồi công phu gọi rửa từng giờ gọi tấm cáo bẩn dính dơ biến thành khối trượt lu mờ quá lâu nay thầy dặn đôi câu răn nhận cố gắng tu tinh tấn đặng về nhìn kìa suối trượt trần mê vô bờ vô bến biết về nơi đâu ráng nhận nhịn canh thâu tu đạo giữ tâm mình hoài bão hằng ngày bài được cũng dài sạch trần diện kiến Như Lai ta dặn đồng đạo học bài ráng chăm cùng đồng tu hiểu lầm mất mát sai trật nhau tạm gác bỏ qua từ bi theo Phật hải hà anh em đồng đạo một nhà một tôi thầy dặn rồi cầu xin gì nữa ngồi công phu gọi rửa từng giờ gọi tấm cáo bận dơ biến thành khối trượt lu mờ quá lâu nay thầy dặn đôi câu ráng nhận cố gắng tu tinh tấn đặng về nhìn kìa suối trượt trần mê vô bờ vô bến biết về nơi đâu ráng nhận nhìn canh thâu tu đạo giữ tâm mình hoài bão. À, bây giờ chúng con cho chủ đề đi, Ngục Sơn cho chủ đề lô tô gì đây nói coi. Xin kính thưa quý vị cũng như là xin tất cả các đồng đạo anh em, nhưng mà đâu có biết cái cơ trời thì thầy học trong cái sự đạo hạnh thì thầy phải đọc theo cái cơ đạo, thầy phải cho bài lô tô tự đề từ đây sắp tới từ đây sắp tới thế giới khổ đau
mắt lệ tuôn trào chúng đâu có biết đây rồi trời việc chúng chẳng có hay. Ở đông ở tây hay gầy nam bắc, thầy đây nói tắt hú lại dơ thờ. Ta đang đợi chờ thuyền từ bác ấy, sao mà ngu dại không chịu bước lên. Có tuổi có tên tại đền Phật Pháp, vì gì do tháp rồi lại mưa phong. Bị không góp công lại không bội đức, mê quan mê chức bỏ phước thánh hiền, quên Phật quên thiên mê tiền mê của. Tới ngày ạc của phải trả xuống sông. Lô tô cộng đồng sắp ba đang xây chuyển, nếu ai cầu nguyện nó hiện nó ra, bỏ bớt ta bà ôi thôi là khổ. Nghe lời thầy tô cất bước đi theo, đức hạnh mình gieo trèo đèo uổng lắm, đừng nên mua sắm gọi tấm ma ha. Ta nói là ta ra bài ta đô, nếu ai ngoan cố sẽ bị chết liền, nếu lị nếu phiền tới đây cũng mất. Tiền muôn đem cất bạc dọc bạc ngang, đừng có thở than rồi đây than thở. Thầy nói phải nhớ triêu trớ sai lầm, có tướng không tâm, có tầm không thấy, ruộng kia không cấy, hạt giống hiền lành, cấy đồ hôi tanh, một gai một gốc. Đừng nên trách móc Phật thánh thần tiên, đồ dại, đồ điên, đồ phiền, đồ não, đồ thôi mất đạo đội, đồ dạo biển khơi. Ta nói mà chơi cây đời hung ác, chết chùa chết chát một lát chết liền. Bệnh lỵ bệnh phiền, bệnh tiền bệnh bạc, bệnh nổ bệnh nạt bệnh bệnh hạt sương mây, bệnh chông bệnh gai bệnh gài bệnh kẹt bệnh thôi đá thét mấy lượt không tin. Bệnh khổ bệnh tình bệnh hình bệnh bông, từ đây mơ mộng sẽ thấy nghe chưa, không sớm gì chưa, không thừa thì đã. Ôi thôi cha trả quả trả căn đền, thầy nói đừng quên lô tô hay tiên. Thầy đang phổ biến để nhắc hồng trần, nhắc xa, nhắc gần, nhắc tầng, nhắc tạo, nhắc cho người đạo, rồi nhắc người đời phải biết tách rời, đừng đi nữa cả. Đi đi có giá, đi trả quả căn, đi để lòng hằng, đi nghe kinh sớm, đi mà gây gớm cái cảnh trần này, đi gặp Phật thầy ngôi tiên ban xuống. Đừng nên có muốn yêu chuộng làm chi, giáo pháp thơ thi trong kỳ mặt hả. Đừng nên chung chạ bá thanh trần đời, một phút rồi ngơi ôi thôi rồi nghỉ. Người tu cho kỹ quan hỷ nghe chưa, thì sau ngày chừa mình ôi mới sống. Tu mà mơ mộng nghiệp cổng đa đang, tu thở tu than tu không thấy, xa vào cẩm bẫy chung chẳng biết thần. Lô tô của thần thiên ra của thánh, nói cho bá tánh ôi hỡi cùng nghe. Ta sợ mùa hè năm heo chết rau, chết vì quả báo, chết tháo chết ni ăn, chết bị lằn xằn, chết nhăn chết nhục, chết thôi ngã gục. Chúng chẳng biết đâu khanh tước công hầu rồi đây cũng bị. Nói cho người trí bố thí thi mau, dù ở bên Tàu hay là bên Nhật, ta đây chịu cực thì tới chớ gì. Đừng sánh đừng bị lô tô thầy độc, đừng nên trách móc chịu đựng gấp đa. Có một ông cha đừng ôi lên thế, có một hoàng đế
có một Phật như có một con người, tại sao ba bãi? Vậy thì đã cãi, sao được nghe con đạo pháp không tròn à, ôi thôi không biết, tê lơ mất điếc, bị xiết cổ rồi. Nó đem vô nồi nước sôi nó trụng, từ đây ca tụng uống lắm con người. Phải ráng vui tươi chín mười chưa vẹn, thầy đây quá thẹn sám hối trễ rồi. Tỉnh giấc người ơi không trôi ra biển. Ráng về cầu nguyện Phật hiện toàn thân, ráng nhớ chuyên cần đi đi con thảo. Đây là người đạo được vào trong mây. Đừng tớ đừng thầy, đừng tây đừng thổ, đừng nên có đổ tội lỗi cho ai. Chính tội mình dai à, tiền căn mình mượn, đâu có sung sướng mình dướng bụi trần. Nói thánh, nói thần, nói tân, nói thế, nói mà lập kế, nói nữa làm chi. Ráng học mau đi, thời kỳ nó đến. Chưa đâu quý mến các bạn em ơi, anh em dậy thời sống coi lát nữa, năm heo rồi tựa năm chuột biết thân. Nó nhúm lửa trần nó thui hết rau, nó đem ông tao nó đốt ngoài bờ. Nó nắm một tờ giấy thôi con chuột chết luộc hay lại đốt thiêu. Trời nắng chín chiều luộc thôi ba tánh, đây rồi có cánh xẹp hết không bay. Nói nhảy nói hoài số hay ra trước, ở miền cận đứa khổ lắm nghe con. Thấy vậy chưa tròn Trà Vinh cũng khóc, thương thay châu đốc không có Phật đâu. Nói chuyện đôi câu rồi sầu biết mấy, tam hoàng không thấy cốt niễn, nói ra là con số 3, chưa đâu con năm chuột. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đức ông cho biết. Ông hát mình nghe đó. Rồi lại lắc đầu. Thế sự giải dầu ba tánh không yên, trăm mối nợ oan khiên dồi dập, tội dư muôn tới tấp không lường. Thấy đời ông lại xót thương, chỉ dùm chút nữa lên đường hồi quê. Đời nay quá trễ đây ngay, cánh phù hoa cảm bẫy rối cuồng. Nhìn đời thế sự dư muôn, nhìn ta sao mãi còn cuồng còn suy. Suy diệt thế nghị, suy cặn kẽ, ông già nua thiêu vẽ làm gì. Rùng rời không muốn bước đi, đời còn bao ngược suy duy không lường. Bỏ đạo hiếu can thường chí cả, theo cái phường mang trá côn đồ. Tội trời cứ mãi xen vô, phước ân đạp bỏ theo đồ gian manh. Thương bá tánh phân ranh chỉ lối, mãi trời nay gian dội khắp miền. Đạo quanh đặng có biến thiên,
ai còn ai mất chữ hiền biết ngay. Ta như lão ăn mày khắp xứ, thử coi ai được giữ ngày cùng. Bao nhiêu hiền hậu nhân trung, sổ trời về nạp ngày cùng xét soi. Trách bá tánh đua đòi quên mất, đạo nghĩa nhân không cất không hành. Tham đồ giả bồ khôn lanh, xưng ta là bậc hùng anh cao cường. Lão thức cười cái phường ngu muội, chê bai ta cầm củi hằng ngày. Sắc thân biến mất trần ai, đâu còn vẹn vẻ như ngày thư sinh. Tin không tin mặc tình ba tánh, lạnh lĩnh trời biến cảnh phải đi. Chỉ mang sáu chữ lục nghề, rày đây mai đó khuyên thì ba gia. Tiền của ta Di Đà lục tự, kêu mỗi ai muốn giữ mây rồng. Nghe lời nói của Đức ông, niệm Phật sao thoát qua dòng hiểm nguy. Nhớ đạo hiếu tu đi đừng bỏ, công mẹ cha sanh có ra mình. Giảng lời hiếu thảo minh minh, tu tâm dưỡng tánh đáp tình song thân. Còn thương nước mến dân chi cả, đạo tri ân rộng rã hằng ngày. Vợ chồng con cháu thảo ngay, giữ gìn son sắc đừng phai lợt màu. Ta thương mến đồng bào cốt nhục, thầy làm người quăng dục đạo trời. Mê linh thờ phượng khắp nơi, quên cha quên mẹ quên đời nghĩa nhân. Không quý kính người gần làng xóm, chẳng giúp người đau ốm đói nghèo. Lòng tâm cứ mãi nghe theo, tập bè tập phái đạo trèo quá cao. Quên đạo nghĩa đồng bào dân chúng, thuận giới hòa cũng khỏi cúng khỏi cầu. Đỡ nâng bệnh hoạn canh thâu, giúp người đói lạnh rồi hầu bệnh đau. Tình nghĩa cả làm sao kể hết,
đạo tử ân đoàn kết không thường, cùng chung một lối một đường, xong rồi thẳng đến Tây Phương mấy hồi. Nay đời mạt bồi hồi biết mấy, nói dạng dài ít thấy người nghe. Hết thơ tới lý rồi về, đời nay tu quá hợp hè lại đông. Thôi lão tạm bút đồng giây phút, ta điên khùng nói tục nói tiên. Nếu ai sửa được hiểu liền, sau này kết thúc về miền gặp ta. Đây là Ngọc Sương có đôi lời cũng như phụ phụ giảng trong khi tiếp với thầy để gửi cho tất cả đồng bào anh em cùng sau này đồng đạo, trong đó nó cũng nhiều bản ở núi Mây. Hồi xưa thầy trở về Tà Lơn đó, thầy có biên trở lại núi Mây. Bây giờ trong cái pháp thuyền niệm Phật đó, số điện này tiếp tục nối liền. Thiền niệm Phật mới gần Phật được, lớn lên đăng gọi những bắn tước nhiều đời. Niệm cho tâm tánh thành thơi, khích liền với Phật đừng lơi phút nào. Ngồi yên tĩnh ngăn nào lục dục, đừng nghĩ si phàm tục nắng nề. Bớt buồn giảm sự u mê, tâm hồn nhàn nhẹ trở về cõi xưa. Lên thiền ngồi thầy đưa mới được, mang nghĩa nhân đức phước cho đầy. Khỏi ngồi định hướng đông tây, chỉ cần trao sữa sau này nhờ thân. Thiền tu dựng tinh thần cho chắc, không động tâm cân nhắc liền liền. Cứ lo niệm Phật thường xuyên, quên đi mọi việc tự riêng phàm đời. Ngồi yên lặng khắp nơi có động, tâm kịp thời nhanh chóng vững vàng. Ráng gình đừng để dở dang, thở ra vô nhẹ bảo an linh hồn. Dùng tư tưởng soi bồn nước tình, nghĩ sắc tăng không dính chỗ nào. Cho tinh thần khí hợp nhau, diệt tan mạch nguyệt dơ nào quá lâu. Thiền khói mặt sòng nâu y phục, bất cứ ngồi ta túc chỗ nào. Đừng định giờ phút lâu mau, cản ngăn lục dục tâm trào khởi sanh. Thiền ấm áp lạnh tanh khó tới, điều hòa mình không khởi dịp gì. Nằm ngồi rồi lại đứng đi, phải gìn tư tưởng không di không dời. Đừng để ra khỏi nơi thân xác,
tuy sau này một mát mặt tình, coi như nó một con tinh, nhờ nó ta mượn trụ hình giúp ta, như trồng cây lấy hoa nhặt trái, nếu cây sĩ đầu hái được gì, phải lo chăm sóc lẻ đi, đừng dùng bồi quá cây thời tốt nhanh. Thiền niệm Phật phân ranh chỉ lối, thiền là dừng thấy tội lỗi mình, không bắt lại bái giang sinh, đừng cho cảm xúc má tình quấn đeo. Cứ niệm Phật nương theo hơi thở, lòng dâng lòng từng phút từng giờ, không để lãnh đạm thờ ơ, nhà công hoại dột kịp thời sửa xây. Nay thầy chỉ pháp thiền rất dễ, đừng bỏ rơi xác thể của mình, nhờ nó hấp thụ tâm linh, lại còn xây đắp đức tính là đường. Mượn thiền sát tăng tường đôi khúc, lách dũng mau còn bãi đục trong. Thiền theo đi đúng lý ngược dòng, ngồi cho vững chắc thầy cầm lướt qua. Thiền kính liệm sâu xa kho kim, nhờ Di Đà mặc niệm hằng ngày, rõ ràng nào có lợt phai. Thiền di thay đổi đổi thay tự mình, thiền nuôi dưỡng tâm linh mới được. Niệm như rào kẽm cước ngăn ngừa, đừng cho chung pha sớm trưa, tam bành lục tặc sớm trưa gần kề. Thiền hỷ xả đừng mê cô chấp, rất thầm thầm hấp tấp rã rời. Thiền thân thân được thanh thơi, thiền tâm tâm được đổi dời về tiên. Người tu học phải thiền mới định, chọn đường về sâu kính lìa đời, giới định huệ sáng khắp chai nơi. Nước suối và mấy ông này hót. Rồi soi mê thấy dậy thời trong thùng ta. Ngồi thiền niệm Phật Đà nguyện trước, thì sao cầu nơi chai, bước chai. Đi nè. Theo không được đi nghĩ giàu nghèo, nương theo thiền bác thầy chèo qua sông. Phải quyết chí rửa lòng cho sạch, không ngồi thiền không cách nào làm. Chất chiêu lòng tục tánh ham, tâm còn dễ động việc phàm rối rắm. Cứ bình luận tu tâm dưỡng tâm, nói không hành khổ hạnh xa lìa. Tới giờ ai đến sức chia, tâm mình không tỉnh khó dìa Tây Phương. Nay thầy chỉ nhiều đường gian nẻo, từ nơi trò tròn méo cứ làm. Không hành cho đúng khổ cam, học không học đến chốn được làm việc chi. Đọc cho thông lên. Ngồi bình lặng nghĩ suy quan sát, nhờ trí mình đặng dẹp mây mù, đóng thành băng khói mờ lu. Thầy dạy trò ráng công phu tịnh thiền, trước nhất việc đạo phiền dẫn vui, nó là rốn cây củi gần kề. Lửa là nóng giận u mê, thù nhân bốc cháy tràn trề quỷ thân. Ngồi bình lặng tâm thần tự kiểm, thấy được rồi kinh liệm kiên trì.
từ từ dục vọng bớt đi, đèn phàm tắt lặng giới đi lu mờ. Thiền niệm Phật kịp giờ rất quý, già cả rồi thiền trí hơi mờ. Đâu còn như thở còn thơ, cứ lo niệm Phật thảnh thơi sắc phàm. Cũng được ngăn không làm việc sâu, niệm hết đời cũng thấu Phật trời. Linh hồn cũng được thảnh thơi, sắc thân tại thế cũng thời bình an. Cứ niệm Phật phục hàng ma chương, niệm bên trong gỡ vướng bảy lòng. Thân chưa tu được hòa trong, cũng nhờ niệm Phật hòa đồng chúng sanh. Niệm niệm mãi cũng thành Phật vậy, cửa Di Đà mở sẵn cứ về. Niệm đừng còn sự đam mê, trần gian lìa bỏ được về Tây Phương. Ráng niệm Phật tâm thường bình đẳng, đường còn dài thấm mặn nhiều đời. Thành si cất lại một nơi, lên thiền niệm Phật về thời bồng lai. Này bớ gái hai trai nghe kỹ, thầy đại từ quán hỷ chỉ dùm. Đang còn thánh đức sống chung, ngôi nhà vũ trụ hiệp cùng chung dân. Thiền niệm Phật phải cần cho gấp, đặng qua sông gió tấp tới giờ. Nhất thiền bằng phú thi thơ, nhận rồi ráng học làm ngỡ ta buồn. Tiếp tục vừa rồi Sáu Nhung đó có đọc bài thiền niệm Phật. Bây giờ tiếp tục Ngọc Sương sẽ đọc thi bài. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thi bài. Niệm Phật thiền tô đắc kim thân, ngày đêm cố gắng đặng chuyên tâm. Sớm lo tu học chiều thiền định, cho được yên lòng chẳng bâng khuâng. Muốn về cõi Phật bằng cách nào? Đi xe, đi bộ hay đi tàu? Không không tư tưởng, ta nghĩ tới nhập môn thiền pháp rất tới mau. Thiền để nội soi tầng đáy lòng, coi mình còn đục hay là trong. Khai ra cho hết luồng nước bần, lọc nước từ bi chứa lại lòng. Ngồi thiền quan xét định một đường, ta phải bỏ phàm chớ dân dương. Ráng tu rốt ráo ôi trực vàng, cố gắng mà về cảnh Tây Phương.
đắm say phàm tục quá nhiều đời, khó mà lìa bỏ chúng sanh ơi. Đầu kia phải đội dây cộng giác, chiều xế ta nhìn ta tả tới. Bể khổ lúc nào lệ hết rơi, dạ trăng trăng dạ đó thấy đời. Hết màn đổi lớp nào ai biết, đến chừng sực tình thấy chơi vơi. Thiền để thấy ta chẳng có gì, giàu sang nhúng lụa để làm chi. Chiều còn tối mất ôi đáng tiếc, còn mãi ngủ mê hời ly bì. Làm sao phân biệt thanh giới phàm, đặng rồi kế nghiệp chôn nhà nam. Tu hiền đắc quả thành thánh đó, giữ hung gian ác chính mình làm. Từ phàm sang thanh chẳng khó đâu, tập sự tu tâm nhận đứng đầu. Hiền hậu dung hòa nói thánh đức, nay thầy bình luận nhắc đôi câu. Tập sửa hiền hòa đặng ngồi tu, thiền niệm Di Đà đó công phu. Tâm linh tư tưởng về cõi Phật, dường tiên sư ấy được ngao du. Ráng thiền tịnh niệm chớ nghĩ suy, thở ra vô nhẹ tiếp nhâm đi. Từ từ đặng thở cho hòa nhịp, đừng nghĩ như phàm dội bước đi. Nguyện giai Phật ngài ở năm non, cho người tu niệm được vuông tròn. Dựng chắc thời kỳ qua biển khổ, thủy chung chung thủy dạng lòng son. Hết chưa con? Thiền đạo vô vi cứ niệm thầm. Tới hết thi nha, tới hết thi. Chỉ còn tồn lại ý giới tâm. Nhiều ngày năm tháng quen không khó, tất cả mất còn
do nơi tâm. Giữ gìn của Phật đặng đem về thiền giác xa trần chớ say mê. Bình đẳng tâm lòng là của Phật, của phàm nhìn rõ quá chán chen. Thiền hội lại ta mới tận tường, chỗ nào dính nhục sanh bất lương. Đặng rồi diệt bỏ mình lui bước, không hồi thở than khúc đoạn trường. Ráng nghe thầy dặn phút sau cùng, phải ngồi thiền niệm để tập trung. Đừng xem ta rẻ đem quăng dục, đừng có đổi thay đối lạnh lùng. Nam mô A Di Đà Phật. Lỡ ta sắp đặt nhiều bài, đặng đưa ba tánh ngày mai lên thuyền, lỡ rồi phải chịu chính chuyên, lỡ thầy lắng lặng truyền miên đang ngồi, lỡ ta phải dùng bồi, lỡ rồi sao được rồi hồi thương lại, lỡ đi lỡ đứng niệm ngài, lỡ buồn lỡ khổ ai hoài sát thân, lỡ xa rồi lại lỡ gần, lỡ tạo lỡ thần rồi lỡ cả hai, lỡ đêm lỡ tháng chưa lỡ ngày. Lỡ rồi phải niệm Phật chưa dài dài từng cơn, lỡ ta chi khí không sờn, lỡ qua mà bãi biển chưa lỡ dần về mây, lỡ tao rồi lấy lỡ mày, lỡ đông là lỡ bắc chưa nằm đây chưa lỡ liền, lỡ rồi ta phải chưa lý phiền, phiền ai hay dậy dậy chưa lên thuyền ngồi thu, lỡ xuống đây mà ngu ta phá, lỡ rồi đây tùng bá chưa về, lỡ sở rồi lại lỡ tề, lỡ ra chưa bài bổn chưa lỡ thề Phật ân. Lỡ khuyên chúng quan dân thức tình, đừng có mê liều lĩnh không nên, lỡ rồi ta chẳng chớ quên điện thần mà ta có, chớ điện nên trời ban. Lỡ khổ lỡ vì gian nan, lỡ ta xuống thế trần gian phúc cùng, lỡ dân đôi quá chưa lạnh lùng, lỡ rồi phải ở lại chưa ngày cùng làm sao, lỡ thấp rồi lại lỡ cao, lỡ ta xuống thế làm sao ta về, lỡ sông núi lỡ bồ đề. Lỡ rồi phải học cho chỉnh tề cho quen, lỡ cầm đuốc rồi lỡ chứ thôi đèn
lỡ cho ba tánh nhiều khoen chưa lạ kỳ. Lỡ ta nhớ lại từ bi, không quên Đức Phật vô vi nhiệm màu. Lỡ rồi ta phải về tâu tấu qua mà Thượng Đế, rồi hầu cho ai. Lỡ rồi ta chẳng mỉa mai về tâu Thượng Phủ chứ ngày nay chứ trần đời. Lỡ xa rồi lại lỡ dời, lỡ ta mà có tiếng chưa mở lời khuyên lớn. Lỡ tâm trí khi nào sờn, lỡ ta mà xuống tới vượt hải đường năm ở châu. Đừng kêu ba tánh nghe đâu, đừng kêu quý khóc thần sầu kề bến. Đừng đừng kêu mất hết tuổi tên, đừng kêu yêu quái vàng rền nhìn ở coi. Đừng kêu mất của vàng thôi, đừng kêu mà ta kim giống nồi từ bi. Đừng kêu ai biết ta đi trời sai Phật khiến, vậy thì xuống ở đây. Đừng kêu máy tạo chứ dần xây, đừng kêu mà ta thấy bùng lầy ta ghê. Đừng kêu chút nữa ta về mong sao tất cả chỉ tư bề bình an. Đừng kêu nơi chốn trần gian, đừng kêu mà khắp cả hình tàng sát sơ. Đừng kêu sự tới bây giờ tại sao dân lại bất ngờ lại dân. Đừng kêu em cũ hình tân, đừng kêu ôi quá rồi gần làm sao. Đừng kêu sắp khởi bình đau, thiên cơ mà bảo nói làm sao ta ngừng. Đừng kêu chớ dội vui mừng, coi chừng lửa cháy nửa lần không hai. Đừng kêu có một nhân tài xuống đây mà cụ thế ngày mai rõ ràng. Đừng kêu ấp xóm nguyện làng, sống đi rồi thấy hình tàn sắc sơ. Đừng kêu phây ráng tôn thờ, bớ nam mà bớ nữ hiện giờ nhìn coi. Đừng kêu kiếm quệ xâm soi, đem tâm mà tính chứ đem hồi mà lo. Đừng kêu bạc của vàng khó, đừng kêu mà gió báo mưa to lạnh lùng. Đừng kêu bốn quỷ chập trùng, làm sao mà ta tránh đùng đùng gần bên. Đừng kêu đừng có lại quên, cứ hằng mà niệm Phật kệ bên hằng ngày. Đừng kêu Bồ Tát thứ đây, kêu đi kêu ấy kêu hoài bà xa. Hộ mình thoát khỏi tà ma, dù cho mà lửa cháy trong nhà sáng trưng. Bồ Tát tịnh bình ngày bưng ngày hiến tứ tắc, chỉ nửa lần giúp ta giúp người bắt nhã ba la. Đừng kêu quý vị nhàn ca vô cùng, đừng kêu đừng đối lãnh lùng. Đừng kêu sấm nổ trùng trùng nay mai, đừng kêu bơ gái bơ trai ta. Đừng thâu đến bồng lai kia kìa, đừng kêu mai mốt con về. Trời ơi con khổ kia kìa không say, bị gì ba tánh trận ai. Không tin còn mắng chứ dài dài làm sao. Đừng kêu thâu đến trời cao, thương con giúp mi đỡ mau mau phản hồi. Đừng kêu gặp cảnh đơn côi, nhìn đi mà cho cái đường rồi là ta. Đừng kêu quỷ lắm tà ma, từ đây mà mỹ chết thiết tha dài dài. Chết điểm rồi lại chết ngày, chết gì mà qua quái bị đài kéo lôi. Sống chi hận canh tanh hôi, đừng kêu ta hãy về rồi cho sống. Đừng kêu sắp mở chưa cộng đồng, anh em mà đồng đảo thuộc dòng bủ sơn. Đừng kêu đừng sớ đừng sờn, ráng lo tu tính còn hơn ngọc ngà. Đừng kêu cái bể hạ xa, chôn vùi mà ba tánh vậy mà quá đông. Đừng kêu tắt lắng dòng sông lỡ rồi, anh chị đập không bùi đường lỡ rồi, ta phải mất thương. Lỡ hết tất cả tà chương lỡ rồi, lỡ ta xuống thế cứu đời.
muốn mà câm miệng chứ vậy thời cho sống lỡ đàn bà rồi lỡ đàn ông thấy chưa mà quỷ dĩ lập công hằng hằng. Từ đây gặp sự khó khăn không sao đừng sớ sẵn băng cho rồi. Nết na đi đứng nằm ngồi dám cầu bái Phật phán hồi thiên cung. Lợt ta xuống thế điên khùng thấy chưa ba tánh chập trùng đi theo tại vì giống thiện mình gieo. Có duyên với Phật mơ đeo như vậy tại vì tớ lại chưa gặp thầy. Từ đây mà chút đau canh chày bình an. Buổi chiều rừng nọ lãnh trang ta đờn. Ta nói lỡ làng, lỡ dân, lỡ xa mà lại lỡ gần. Lỡ tao, lỡ tầng, lỡ chị bán buôn. Lỡ mắt lễ thầy trào tuôn làm sao quý đạo. Thầy buồn canh thâu rừng chiều. Lý đạo chứ đâu gì câu lô tô. Thầy tặng cho đờn hầu kề bên. Lỡ ta đâu có tuổi tan không danh không phận mà bền ở đây. Lỡ ma quỷ nó đang bủa dây nhưng mà có Phật chuyển say không là. Nam mô Lục Tử Chi Đà. Lỡ rồi con ở tại nhà Nam Phương. Từ đây ba tánh tận tường ta đây xuống thế dấn dương nhiều bề. Chút nữa ôi đã ông về không còn ở lại bên lề làm chi. Về nhà niệm Phật mau đi các con các chúng vậy thì cho mau. Dù bên Tấn, bên Nhật, bên Tàu, bên Tây cũng vậy, thố nào cũng sống. Bây giờ lập đức bội công thì mình còn sống non sông địa đầu. Từ đây khanh thước không hầu toàn tiêu hết cháo về chầu Phật. Dạ, con ơi thầy đã nói ra thiên cơ mà lộ hết vậy mà rồi thôi. À, bây giờ trong một buổi chiều đó thầy cũng có phụ giảng đây, không biết rằng quý vị có thuộc hết hay không, hay là phải là thuộc hết để rồi kết lại thành tập bài lớn nhiều để tặng cho bà con cô bác. Hôm nay là thầy đóng vai trò chánh là thầy sau cùng Ngọc Sương cho Sơn Nhung thêm một bài thiện niệm Phật. Bây giờ con tiếp tục tới thơ bài rồi qua trang này nữa. Chút xíu thì nghỉ ha. Rồi tới đây thôi. Từ chỗ này rồi ngồi chút xíu để đi quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Kế tiếp thơ bài tu tâm dưỡng tánh nhờ thiền thầy bơi rước trẻ qua miền tân dân. Mau lo tình niệm hồn thần lòng mình như suối trào dâng ạt ào. Tu hành đừng nghĩ lâu mau pháp thiền tịnh độ dồi trao học hành. Nếu trò muốn được nên danh lý kinh thông hiểu thiện hành mau đi. Nam mô trời Phật chứng tri cho người tu niệm mau đi khỏi phàm. Thầy nay nhận lãnh phải làm lên thiền rước đạo cô đàm giữa nương. Nếu ai muốn hiểu tận tường ngồi thiền vững chắc đoạn trường cũng qua
ta đâu nghĩ lời cho ta thương đời muốn cứu ba gia buổi này. Mong sao tớ lại gặp thầy, thuyền ngày chở hết đủ đầy về quê. Thấy đời nay quá tay tê, ràng ngồi suy nghĩ giấc mê tự mình. Hiu hiu đồi núi thanh linh, thần rừng đứng lặng rồi nhìn thương ta. Dương trần cảnh khổ chưa qua, ai tu nấy hưởng vậy mà biết không. Thương dân ta lái thuyền lòng, bảo người tu tịnh qua sông khỏi chìm. Lên thiền ngồi rất là êm, sóng dồi gió bão thầy tìm cách qua. Nơi đây là chốn ái hà, biển trần dồi dập trò mà biết không. Mau lo thanh tịnh thiền lòng, ràng ngồi bình tĩnh hòa đồng cả hai. Đạo đời quăng nặng hai vai, nhờ đời sanh đạo bổn bài rõ thông. Ngày nay thầy quá nhiệt lòng, thiền từ kề sẵn trần hồng ráng lên. Tráo tâm sửa tánh cho bền, ngồi cần lục xét đừng quên mình còn. Cuối bài thầy dặn chúng con, ngồi thiền niệm Phật không mòn xác thân. Ta mong đạo phải chuyên cần, nếu người tu học nên cần trao thêm. Trời nay xuất hiện nhiều đêm, tu thì phải ráng học thêm mới thành. Nam mô A Di Đà Phật. Bảo châu trân ngọc thầy chờ, tặng trò qua biển sang bờ giác mê. Lên thuyền theo Phật mà về, bảo châu vô kể tư bề chờ trông. Nay ta lái được chưa thuyền ở lòng, tay cầm mà bé chặt rồi qua sông chưa thấy ở lương. Lên thiền phái đừng dường nhân nữa, đừng chôm mà hoài nước rửa chưa mặt. Rồi cứ yên thanh tịnh con ơi, lắng mình
chèo trong chưa dậy thời lướt qua thuyền bát nhã ba la xuôi ngược chiến thuyền trời ta vượt qua bờ lạnh rồi thuyền nhạc ý thơ sông buồn mà tao nhà chưa nhạc cờ thương ban thuyền lưu lạc trần gian lắc lèo chiếc thuyền nghèo mộng mèo lấp dò chờ đưa đảo hành rối khách ơi mà xuống gấp cho thuyền đò hồi quê đừng có đợi tràn trề nước ngập chiếc thuyền nghèo mình gặp được giờ lên thuyền bấm nhịp gây thơ lót đờn mà lót hát chớ bên đi bờ hò reo hò gặp sự chớ hiểm mờ nghèo tiếng hò mà lay lất chớ đặng chèo qua sông thuyền đi đảo ngược dòng bến đồ lên thuyền từ thịnh nổ chưa được đâu mau chân rửa sạch chưa lòng sâu ta chờ mà ta đợi rồi âu buổi giờ chiều rừng buồn suối chảy hấp hiu sông tuyền sông hậu sông mờ nhiều cũng là sông mau dơi bớt tấm lòng bẩn trượt lên thuyền nã ta vượt ta chèo dù khó mắt nạn mắt eo tay bồng tay bới chớ lái lèo thơ sinh ráng nhịn nhục kết tình cùng Phật lên thiền từ không trật đấu trò đưa về bến Phật tự do mà an lạc chứ tự trò tu lên nhớ lời dặn chi bền tất cả bữa chiều này hy xả khoan dung gặp ở đây cùng là ngày cùng đức ông mà cho phép đảo khùng ra thơ Nam Mô Di Đà Phật cũng là mãn trong thời gian đó đây là cũng cơ trời cũng ơn trên sắp đặt cho tất cả các vị về hộ pháp cùng là có Ngọc Sương để phụ họa trong này để mình kết tập thành bài để tặng cho tất cả bà con anh em của mình không đụng tá vào ai hết nha. Vậy thì thầy cũng xin cảm ơn hết tất cả các vị và đa tạ công đức của tất cả các con đạo và anh em ở đây có ít nhiều đầu đầu dây mang thầy phải cố gắng làm sao chống chèo cho khéo để chở đạo về quê hương nha. Trong ngoài này hay lắm về